Xin chào các bạn. Thì trong những năm gần đây, do sầu riêng có giá khá cao trên thị trường nên nhiều nông dân đã chuyển sang trồng sầu riêng ở tỉnh Hậu Giang với diện tích 2.296 ha. Thì video này Tân xin mời các bạn đến thăm một số vườn sầu riêng ở tỉnh Hậu Giang. Trên màn hình đây là cái vườn sầu riêng của anh Trần Ngọc Tàu ở ấp 2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Thì vườn sầu riêng rộng với diện tích là 4 ha với khoảng là 700 gốc, đạt từ hơn 3 năm tuổi. Trong đó thì hiện đã có một số cây ra bông và cho trái các bạn. Ngoài sầu riêng thì gia đình anh Tàu còn trồng sen, hạnh để lấy ngắn nuôi dài. Đây được xem là mô hình điểm của huyện Vị Thủy trong phong trào phát triển nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Tiếp theo thì xin mời các bạn đến tham quan vườn sầu riêng của ông Nguyễn Văn Thái ở ấp Tân Thành, xã Tân Bình, huyện Phùng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Đây là cái vườn sản xuất sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP các bạn. Vườn sầu riêng này có diện tích 1,5 hectare các bạn. Thì hiện tại thì vườn sầu riêng này đang chuẩn bị ra mầm hoa và ra bông. Thì trên vườn sầu riêng thì có chia làm hai khu. Một khu thì sầu riêng được trồng lâu năm và một khu trồng mới. Đây là cái khu vực sầu riêng đã trồng lâu năm các bạn. Nhờ vườn sầu riêng này mà tới gia đình của ông Thái ngày càng phát triển. Còn đây là cái khu vực trồng sầu riêng mới ở phía sau. Thì cây phát triển rất là tốt. Và trên clip trồng sầu riêng thì được lắp hệ thống tưới tiết kiệm. Thì nhờ hệ thống tưới này mà giảm chi phí tưới rất lớn so với tưới theo truyền thống các bạn. Chỉ cần bật cầu dao trong vòng khoảng một vài tiếng là sẽ tưới cả vườn sầu riêng. Tiết kiệm rất là lớn cái công suất cũng như là chi phí thuê nhân công lao động. Ngoài ra thì với lượng nước tưới đều trên mặt đất và thấm đều giúp cho cây dễ dàng tiếp thu nước cũng như là dinh dưỡng. Từ đó thì cây phát triển tốt hơn, đều hơn. Có thể nói rằng hiện nay thì sầu riêng thì được trồng ở Hậu Giang diện tích tuy nhiều. Tuy nhiên thì đối với xã Tân Bình của huyện Phụng Hiệp thì đây là một trong những cái xã trồng sầu riêng khá tập trung với diện tích trên 200 hectare. Và có thể nói rằng cây sầu riêng là một trong những cây trồng chủ lực của xã Tân Bình của huyện Phụng Hiệp. Đặc biệt thì trong những năm gần đây thì do sầu riêng có giá nên nông dân rất phấn khởi và chăm sóc cây nhiều hơn. Và việc đầu tư hệ thống tưới như thế này rất cần thiết để khuyến cáo cho người dân ứng dụng rộng rãi hơn, vì nó tiết kiệm chi phí rất lớn. Ngoài chi phí sản xuất nước tưới thì còn giảm nhiều cái chi phí khác. Xin mời các bạn tiếp tục đến với vườn sầu riêng của ông Lê Hồng Phúc ở ấp Láng Hầm, thị trấn Gạch Gòi. Có thể nói rằng mô hình sầu riêng của ông Phúc là một trong những mô hình trồng sầu riêng ghi sáo thành công ở huyện Châu Thành A. Thì trong cái mô hình trồng sầu riêng này, ông Phúc đầu tư cái hệ thống tưới. Ngoài hệ thống tưới dưới gốc còn đưa cái hệ thống tưới phun lên đọt của cây sầu riêng Do đó thì có thể vừa tưới phân, tưới nước và có thể kết hợp luôn với phun thuốc dưỡng cây cũng như là phun thuốc phòng trừ dịch hại cho sầu riêng. Thì chia sẻ kinh nghiệm trồng sầu riêng thì ông Phúc cho biết thì muốn sầu riêng đạt năng suất cao thì bên cạnh việc sử dụng nước tưới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý thì người trồng sầu riêng thì cần tăng cường bón phân hữu cơ, bón vôi 1 năm 2 lần, về trồng cỏ giữ ẩm dưới gốc. Để sầu riêng ra trái sớm vụ thì vào khoảng 9-10 âm lịch thì ông siết nước cạn trong mương tạo hạn, hợp phun thuốc tạ mầm qua. Đến khoảng tháng Chạp thì tưới nước, bón phân để cây ra hoa. Thì sau khi cây nở hoa thì dùng để thụ phấn liên tục 3 đến 4 đêm nhằm giúp cho trái sầu riêng phát triển thụ phấn tròn đều. Ngoài ra thì phải bón phân, phun thuốc theo cái nhu cầu của cây sầu riêng. Thì nhờ ứng dụng những cái kỹ thuật thì hàng năm thì với diện tích 1,5 hectare thì ông Phúc thu hoạch là trên 12 tấn trái. Sau khi trừ chi phí thì mỗi năm lợi nhuận hơn 500 triệu đồng. Thì mặc dù hiện nay cây sầu riêng có hiệu quả kinh tế khá cao, tuy nhiên thì người trồng sầu riêng cần quan tâm đến cái kỹ thuật trước khi trồng, biệt là kỹ thuật xử lý ra hoa để phòng trừ dịch hại. Ngoài ra thì tránh trồng chạy theo phong trào, diện tích tăng quá lớn thì ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ sau này. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé.